Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Game Mambo của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này á thì bởi vì mình có một số cái anh coi các bạn. Đấy là con này đấy các bạn. Đó cái anh coi đây các bạn. Thì mình có đây tầm khoảng là 11.737 con các bạn. Thì mình bán các bạn bán non luôn. Ai mua thì inbox mình nha. Thì inbox thì mình cho giá đó các bạn. Mua được thì mua, ai thích trữ sớm để mà sau này ngon thì trữ các bạn. Thì giá chỉ vài chục đồng một con thôi các bạn nha, không có cao. Cho nên ai muốn mua thì inbox mình các bạn nha. Mua nhiêu bán nhiêu các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái con này trên 1.000 là được chuyển cho bạn nha. Nè, transfer nè. Transfer tức là over trên 1.000. Coi có thể chuyển được. Cho nên là cái này chuyển được cho các bạn nha. Thì ai có nhu cầu thì mua thì mình chuyển cho các bạn. Thì cái con này không quá 100 đồng một con đâu các bạn, ít hơn. Nó rẻ lắm, cho nên là các bạn ai mà muốn trữ đi sau này nó lên giá thì bán lại thì inbox mình để mình chia lại cho các bạn. Bởi vì mình nhiều các bạn. Cho nên là mình không muốn chia bớt lợi. Thì ai đến trước thì được trước cho các bạn nha. Thì dù tầm 10.000 con thì chưa tới 1 triệu đó các bạn. Nó cực kỳ rẻ vậy đó. Thậm chí là rẻ hơn nữa. Cho nên là các bạn muốn mua thì inbox mình các bạn nha. Rồi, còn ai chưa đăng ký thì đăng ký nha. Cái đường link thì mình để trong mô tả video các bạn nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.